Wow đây, ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích người dùng tạo một buổi hẹn và gặp gỡ nhau ngoài đời thật. Đây là một người bạn thân lâu năm của Minty, đó là Jenna. Trần Vân là một người chị yêu thương mà lúc nào cũng nhắn tin ở bên cạnh, chia sẻ những lúc mà bạn ấy cần những lời khuyên quan trọng nhất. Và Phương Dung cũng là một người đã ngồi cạnh Đức Anh một thời gian rất là lâu. Giữa các bạn có rất là nhiều sự đồng cảm và được xếp thuyền thì cả ba đều được xếp hết. Nhưng cái thuyền nào chắc và uy tín nhất chúng ta sẽ tìm ra sau ít phút nữa. Đầu tiên mình hãy so về chân dung đi. Theo nhân tướng học thì ai là người có tướng phu thê nhất theo các bạn? Thôi bây giờ cho Phương Dung ghép vô trước thử xem. Đứng xa hai đứa ơi. Mình đứng thật là gần nhau được không ạ? Mình nhìn vào camera được không ạ? Nhìn vào để camera cho mọi người có thể can. Rồi 2, 3 nè. Ơi à. Đó. Can chạy bằng cơm hả? Nhìn bên nào vậy? Bên nào cũng được, bên nào là bao nhiêu phần trăm mọi người? Cái xét mình nhân tướng học nha, mình soi được là cái góc mũi của hai bạn. Cái mà là giống nhau đúng không? Quá giống nhau. Em cười lên thử, em cười lên thử đi Đức Anh. Đúng đấy, em thấy đôi khi là cười không có hết mà đôi khi cười thoải mái. Dạ. Yeah. Và tóm lại là con hai bạn sẽ rất đẹp. Hả? Dạ, gen uy tín. Ủa mãi gì vậy, tự nhiên là bói gen con người ta luôn vậy chú Quý? Ôi tiêu. Tính sớm quá vậy? Tính sớm quá vậy? Rồi, chúc mừng Phương Dung đã có tỷ lệ trùng khớp rất lý tưởng. Xin mời Jenna. Đây, cái bộ này mới mắc cười nè. Chiều cao thì sao ạ? Rất tương đồng. Rất tương đồng. Nhưng mà chiều cao rất là vừa. Đúng hả? Rồi, tụi thua. Đây, chiều cao thật. Đứng là ngang nhau luôn nè. Em phải mang về độn như Đức Anh. Đó, em không, thì mới đẹp. Em đi quay bao nhiêu lần rồi sao vứt quên độn ta? Ví dụ em thấy các bạn này có độ trùng khớp về gương mặt phu thê không? Họ có thể là một đôi chứ hả? Dạ vâng ạ. Một đôi bạn thân ạ. Tại sao lúc nào cũng chỉ là đôi bạn thân? Sao em bạc ra quá? Em không thấy gì hết, không thấy tình yêu ở trong đôi mắt này. Không thấy gì ngoài tình đồng chí. Thế cái đôi mắt tình yêu là đôi mắt như thế nào? Vừa em phải thấy sự long lanh cơ, sự trong sáng ở đây cơ. Thấy toàn hiềm khích thôi chị ạ. Cái đôi mắt tình yêu có giống cái đôi mắt em nhìn cái cục tạ phòng gym không? Có, đấy là tình yêu chị ạ. Thế là tình yêu đấy. Để em xuống lấy lọ thuốc nhỏ mắt lên cái. Nào bạn dặn nước mắt ra đi xem nào cho nó long lanh nào. Thế thời khắc nào mình không có dặn được. Thật ra thì nếu mà nói đúng thì mình không nên dựa vào những chi tiết đó. Nhưng mà em có thấy rõ được cái sự tình đồng chí ở trên đấy ạ. Sao mọi người không thể nghĩ khác đi một xíu được nhở? Có một chút cái ý định cà khịa gì đó trong đôi mắt phải không? Dạ đúng rồi chị, rất là kiểu như là không, nhưng mà tia lửa kiểu muốn đấu nhau ấy chị. À, chứ phải tia lửa kiểu tình yêu. Cùng đấu em ạ. À. Đúng rồi, em cảm giác kiểu đấy. Thật sự á, là ở trên TikTok với cả ở trên YouTube á, có rất là nhiều người ship em với Jenna. Mà như kiểu là có một đợt mà bọn em không tương tác với nhau á, tại vì hai đứa đều có những cái công việc riêng. Xong mọi người cứ nghĩ là nghỉ chơi với nhau rồi, xong kiểu mọi người buồn thương rồi, mọi người kiểu như là thích ghê lắm. Ghê lắm. Chỉ cần Đức Anh comment lại một cái post của em thôi là mọi người làm một loạt clip TikTok rồi. Trời ơi, anh chị tương tác lại với TikTok nhau em rồi. Là phụ thống luôn. Xong rồi mọi người còn hai bên còn chửi nhau nữa. Xong rồi cũng ship em với Dung. Xong rồi hai bên thuyền này fan của thuyền này đánh thuyền kia. Dạ. Thế thì lại Trần Vân được có lợi. Không nha, nhưng mà cái thuyền mà nhiều tương tác nhất lại là thuyền của em với chị Vân. Em không hiểu tại sao, chắc là em nghĩ sao về mối tình chị em? Chắc là mọi người kiểu như là thấy chị em dễ thương hay sao á. Mặc đồ hôm nay cũng vô nè, mặc đồ cũng đen nè. Mọi người ơi, hãy nhìn dress code để nói lên tất cả. Đúng rồi chị ơi, em ra tiếng nói. Hai chị em mình không có liên quan. Chương trình luôn về với nhau rõ ràng trong chuyện này nha. Thí dụ hôm nào mà Lan Hương mặc đồ đỏ là hôm đó tới công chuyện. Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Sau này thì mình sẽ lập thuyền này. Đúng rồi. Sau ngày hôm nay thuyền Jenna Phương Dung. Không, kiểu xem lại mấy cái clip của mọi người ghép em với chị Vân ấy, cũng thấy chị em dễ thương, kiểu như là nó hồn nhiên ấy, mà kiểu
hình như là ghép em với chị Vân có 4 clip trên 1 triệu view luôn đấy. Tại vì cái thuyền này uy tín quá mà. Nhưng mà trước hết thì để xem là Vân với Đức Anh hợp nhau bao nhiêu về nhân tính học. Xin mời ạ. Đây. Dễ thương quá vậy ta. Chị em luôn. Chiều cao hợp quá nè. Bên này là tình cảm mà nó đỡ hơn cặp trước. Đỡ hơn cặp trước nha. Đỡ cặp trước rồi. Tại sao nhở? Nó đỡ hơn rất là nhiều. Có thể, có thể. Này em ơi, tới đây với chị kiểu rất là tương tiếc. Anh đừng có mà như thế. Chị em rất là ngây thơ, vẫn rất là trẻ con. Nhìn kìa về chiều cao kìa, kiểu rất là che chở. Lăng Hương ơi, em có nghĩ đây là mối tình chị ngã em nâng không? Em thấy hai người rất là hợp nhau ấy chị. Đúng rồi. Hợp bộ đồ, hợp bộ đồ. Đúng rồi. Còn lại thì ủa? Còn lại thì không hợp. Em đã bảo là trừ chị Luna với chị Hương mà. Không mà tại sao hôm nay lại Đức Anh là nhuộm tóc đen? Chị không nghĩ hoài cái điều này. Trời, đúng rồi chị. Đúng không? Thường là bạn ấy sống với tính cách của bạn ấy rất là nhiều màu sắc. Mình phải làm luận thật kỹ thì nó sói. Có khi nào mà bạn ấy như kiểu là muốn chín chắn hơn, cộng thêm bạn tuổi để mà hợp hơn với cái dịp này. Đúng rồi. Có thể không ta? Vậy thì chị Jenna và chị Trần Vân lại được đưa vào trong diện nghi vấn. Diện nghi vấn gì? Thì tại vì người ta muốn chín chắn, già dặn để có thể phù hợp được với các chị đó. Vâng, cái khả năng này có thể không? Từ trước đến giờ gu của Đức Anh luôn là những người chín chắn, già dặn rồi, xíu mà. Đấy. Kiểu phụ nữ thành công ấy. Đúng rồi, nếu mà nói về gu của Đức Anh thì em công nhận chị đúng rồi. Vì có những cái số là có Đức Anh lên tỏ tình ngược với một cái chị nào đó. Đúng rồi, thôi mà mình không cần bàn ra nữa. Mọi người ai cũng có suy nghĩ của riêng mình. Thế thì chúng ta hãy cùng thử xem Trần Vân, Jenna và Phương Dung ai hiểu Đức Anh nhất và Đức Anh có hiểu chính mình không? Qua một cái câu hỏi nhanh, một câu test về kiến thức tình bạn. Xem là trong thời gian mình tương tác vừa qua có hiểu nhau không? Xin mời biên tập mang bảng và viết lên đây ạ. Ok. Rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Đây là một trò chơi nhanh. Bạn hiểu Đức Anh bao nhiêu? Chúng ta sẽ chọn một trong hai điều này. Khi mà chị đọc cái này hay cái kia, A hay B, tụi em ghi đáp án ra, tụi em xoay ra liền nha. Đáp án sẽ là dựa theo đáp án cuối cùng của Đức Anh nhé. Vì bạn ấy hiểu bạn ấy nhất. Nếu bắt buộc chỉ được lựa chọn một trong hai, Đức Anh sẽ chọn điều nào? Mèo hay chó? Bắt đầu. Hết giờ. Mời vô bảng. Mèo là A. Trần Vân rất hiểu Đức Anh ạ. Ủa em ghi mèo ra hả? Tiên tri luôn luôn uy tín, lúc nào cũng đoán sai là Trần Vân nhá. Ủa tại sao bạn nghĩ là chó? Thì chứng tỏ là em không match với Đức Anh. Em cố tình đúng không? Đâu tình có rồi. Em ghi cố chữ tình. B luôn mà. Biết là cố tình này là hướng. Rồi bây giờ tiếp theo nha. Câu hỏi số 2. Đức Anh thích ôm hay hôn? 3 2 1 Hết giờ. Đức Anh thích ôm. Cảm giác con người này khá là cô đơn. Dạ. Cảm giác Đức Anh khá là cô đơn. Vâng. Ừ. Anh nghe kể chuyện anh nhận được cái điều này. Đúng rồi. Đây là chị Vân rồi các em. Lỗi rồi, vâng lỗi rồi. Đây là câu A chính xác. Sao chị em kiểu gì vậy? Tuyệt vời, Trần Vân một lần nữa lại rất uy tín. Trong làng trả lời sai nha. Người ta thích ôm nha, ôm trước rồi mới hôn sau. Nhưng mà em nghe đáp án B là ôm mà. No! Đức Anh thích ôm hay hôn? Ôm hay hôn? Đâu, ôm hay hôn thì A sẽ là ôn. A là vậy là ôm. Em bị nghe nhầm đấy. Đúng, nghe nhầm lại phải tập trung đúng không? Rồi, nhưng mà em định trả lời là ôm. Vậy là có match câu nha, tính luôn. Chuẩn bị. Đức Anh thích tán tỉnh hay được tán tỉnh? Trả lời. Ủa? Được tán tỉnh. Ba, hai, một. Đáp án. Ủa?
người ta chưa có đáp án nữa. Thích cả hai. Thích cả hai luôn. AB. AB, AB, AB luôn. Không biết nữa. Không biết nữa. Sao đấy anh, em hoang mang quá vậy? Em thích như nào? Ủa? Cái này, là, người, cái này là cái này là hiểu này... hơn chính chủ luôn này. Mình chưa hiểu luôn. Cái này hiểu, là mọi hiểu người hơn chính chủ luôn này. Nè, Trần Vân nghĩ là em thích được, tán tỉnh, được, tán tỉnh. Chỉ mỗi xe nào là em thích tán tỉnh. Em nghĩ là thôi cái câu này cả hai đi. Em cũng không biết nữa thật. Đúng rồi, Đức Anh là kiểu cả hai điểm. Lúc này lúc kia. Nhưng mà cộng thêm một option tiếp theo nha. Rồi, chỉ câu này nó hơi lủng lủng chút xíu thôi. Dạ, dạ. Còn lại là thấy Phương Dung với Jenna khá là hiểu em đấy. Không hiểu là cho ra chuồng gà liền. Trời tiếp ơi. Theo, câu số 4. Đức Anh nói về gu thì thích chiều cao hay gương mặt đẹp? Hết giờ. Cả biết hai đều không phải em luôn á. Quan trọng nhất á. Cả hai đều không phải, nhưng mà cái này thì gần giống hơn. No. Hả? Cả hai. Chúng ta chưa hiểu Đức Anh rồi. Người đàn ông tham lam chính là anh. Cái gì anh cũng muốn hết. Nhưng mà mỗi lần Đức Anh kể về gu là kể về những cái thứ khác. Coi như câu này mà chưa thành công lắm nha. Tiếp theo, Đức Anh thích nhắn tin hay gọi điện? Bắt đầu. Nhắn tin. No. Gọi điện. Gọi điện. Đúng. Wow. Thật ra Đức Anh thích gặp nói chuyện. Mơ à. Gặp riêng. Trời đấy. Rất gặp riêng luôn. Xin mời Đức Anh. Gọi điện. B, vậy là B chính xác hả? Ô, xin lỗi nha. Rồi. Bảo vệ. Phương Dung là người duy nhất chính xác. Rồi, tôi đã biết. Ây cha. Thật ra là tại vì Đức Anh rất hay có cái kiểu nhắn cho em là nhắn kiểu alo, bạn ơi, xin nhắn một loạt này, xong về sau mới gọi. Thì đó là tình bạn. Tại vì á, nhắn thấy em làm Đức Anh ám ảnh quá, trả lời nhây quá, dài quá, lâu quá, gọi không mà em chưa kịp trả lời, kiểu như trong vòng một giây mà Đức Anh có thể nhắn cho em một chục cái tin nhắn là alo bạn ơi này. Phải xem bạn có on không, bạn hiểu không thì mới gọi. Thì bạn từ đó. Ôi chúng ta đã hết rồi à, đó là những câu hỏi cuối cùng thôi, bao nhiêu đó câu hỏi để thấy được rồi. Người bạn hời hợt chính là Jenna và Trần Vân. Không, hai năm nhưng, thôi mọi người công nhận người bạn mới có gần đây nói chuyện thôi, trong chương trình Tỏ Tình Hoàng Mỹ vài tháng thôi mà rất là hiểu Đức Anh. Trời ơi, em chơi với chị Luna lâu rồi. Ừ. Đâu phải mới gặp đâu. Không, chị đang nói Dung mà. Đang nói Phương Dung cơ mà, em sao thế? Ơ kìa. Đấy, lành lắm. Đức Anh nói chuyện với em á là Đức Anh có xấu hết tất cả mọi thứ ngóc ngách trong con người của Đức Anh ra. Và em phát hiện ra là Đức Anh rất là không kiên định, mỗi lúc một kiểu. Oh no. Nên là em mới không thể nào thực sự nghe đáp án á, là em cứ bị phân vân giữa A và B ấy. Nhưng mà sao em sẽ chọn đại một cái rồi. Không, đúng đấy, em có thể banh chị là tại vì chị được nghe rất là nhiều rồi và nghe từ trước đến giờ. Và gu kiểu như là mọi thứ của Đức Anh nó thay đổi theo thời gian. Đúng rồi, mà đúng rồi. Thì lại mới đây nên là kiểu như nó sẽ cập nhật được hơn, đúng không? Rồi. Được cập nhật, đúng rồi. Cập nhật nhanh hơn, đúng không? Đúng rồi. Chứ còn em nghe 2 năm nay em thực sự em cũng không biết là như nào nữa. Đúng rồi, em hiểu. Không phải mà thật ra... Có lý ấy. Thật ra là có, đúng rồi, có ý cả. Có lý. Có những cái chỉ có con trai biết thôi. Không biết mọi người có vậy không nha, nhưng mà em sẽ, đầu tiên em sẽ lắng nghe mọi người trước. Xem là mọi người sẽ theo cái hướng nào. Vậy là gió chiều nào theo gió chiều nào em theo chiều đấy. Dạ. Trời đất ơi. Ví dụ mà em ngồi trong một cái nhóm bạn đi, mà 5 cái con người đấy mà bảo là con chó là con mèo là em cũng kêu là con mèo luôn á. Con chó là con mèo là em cũng kêu là con mèo luôn á. Trời ơi. Có những cái chuyện mà nó không có quan trọng với em ấy, thì em như kiểu là em sẽ di hòa với quý em sao cũng được. Kiểu em là như thế. 2 năm vừa rồi bạn chỉ toàn xạo với tôi. Và qua hôm nay, ngoài cái sự ấm áp chân thành, mọi người đã thấy được sự ba phải của Đức Anh rồi. Cảm ơn Đức Anh và chúng tôi xin tịch thu lại những cái bảng này. Và qua những cái bảng này mới thấy được là không phải quan trọng mình trả lời được bao nhiêu câu hỏi, mà là mình để ý xem cái phiên bản cập nhật mới nhất của bạn mình ý. Bạn ấy thích cái gì và bạn ấy muốn điều gì. Ví dụ như trong là thời gian gần đây iPhone 14 sắp ra đó, đó. Em thích màu tím hay màu be? Em thì luôn luôn thích màu trắng. Để chị tặng em cái ốp. Chị tặng em cái ốp. Ôi trời.
Dạ, cảm ơn em rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng với tất cả các bạn nữ về chỗ để bật mí một câu hỏi cuối cùng của chương trình. Đức Anh ơi. Dạ. Bây giờ chính là cái thời khắc đó. Ok chị. Em có chuẩn bị khóc không? Dạ không. Chứ chị không biết, nhưng mà chị nghĩ là chị sẽ chuẩn bị khăn giấy cho không, em. Nhưng mà tập này em sẽ cố gắng em không khóc. Điều đấy. Em kiên định lắm. Em kiên định, tại vì em sẽ có một tập ở trong chương trình này là em sẽ không khóc. Rồi, tụi chị ở đây chống mắt lên xem. Em không khóc. Em đã thấy được câu trả lời của ba cô gái, ba người bạn thân. Và đây là những nền tảng cơ bản nhất để chúng ta có thể xây dựng một tình yêu đẹp. Vì đó là những người bạn hiểu mình, bên cạnh mình, có thời gian lắng nghe mình. Chị nghĩ đây sẽ là một câu chuyện rất thú vị. Mọi người nghĩ là cô gái nào đã can đảm và thật bản lĩnh để gọi Đức Anh đến đây, và với mục đích gì? Chúng ta sẽ cùng bật mí trong phần tiếp theo của chương trình mà mọi người đang chờ đợi. Hãy để chiếc thuyền cập bến. Sao em có hồi hộp không? Cũng khá là hồi hộp đấy chị ạ. Ở phần tỏ tình ngược này không phải là phần động viên nha các chàng trai. Thấy Trung Huy bắt đầu là buông bóng rồi đó. Cái tay giật giật rồi nè. Em à, em không, em muốn nói cái gì em đi nhậu em nói với Đức Anh. Dạ, để cái phần này thời gian thời lượng dành cho các bạn nữ nha. Ổn không em? Dạ, dạ. Dạ. Cái thao tác của em là rất rất là sẵn sàng rồi đó. Thế ông Huy dễ thương ghê luôn á. Mình sẽ dành nhiều thời gian hơn cho các cô gái ở đây. Nếu như trong thời gian mà Đức Anh ở đây, chúng ta có những cái điều muốn nói nhưng chưa có cơ hội nói, và mãi đến khi mà bạn ấy rời ghế rồi, chúng ta vẫn còn suy tư tự hỏi chính mình là mình có nên nói ra điều đó hay không, thì đây là cơ hội để các cô gái có thể tạm gọi là tỏ tình ngược. Bây giờ sẽ là thời khắc của tỏ tình ngược. Xin phép được bắt đầu. 10. Chín. Đừng có manh động nha Trung Huy. Tám. Bảy. Đức Anh là cái người mà rất là biết lắng nghe và quan sát, và rất hiểu tâm lý của cả con trai lẫn con gái. Cho em được bênh Đức Anh một chút được không ạ? Jenna nói cũng đúng, nhưng mà không, thực ra đấy là em giỡn bạn em thôi, chứ thực sự là em muốn nói là bạn em rất là hiểu tâm lý của cả con trai lẫn con gái. Đấy là em hơn Đức Anh 2 tuổi, nhưng mà Đức Anh gọi em là em, xưng anh với em ạ. Xong rồi đến lúc mà biết phát hiện ra rồi không chịu gọi em là chị, mà bây giờ đổi thành là cậu tớ bạn tôi đấy. Thì là anh thông minh đấy. Thế thì anh nghĩ là phải có một cái vấn đề gì mà hai người phải đồng ý nói được thế với nhau chứ. Vấn đề gì nữa này? Mèo hay chó? Bắt đầu. Ôm hay hôn? Đức Anh thích ôm. Đức Anh nói về gu thì thích chiều cao hay gương mặt đẹp? Cả hai đều không phải luôn á. Cả hai đều không phải, nhưng mà cái này thì gần giống hơn. Không, nhưng mà mỗi lần Đức Anh kể về gu là kể về những cái thứ khác cơ. 6. Em vẫn thấy một người lạ nhất là Phương Dung. Ủa? Phương Dung không nói gì từ đầu tới cuối, em nói thật. Ủa, Phương Dung trước giờ có nói gì đâu em? Có. Lần trước là Phương Dung nói dối làm tim tan nát và đeo kính rồi. Nhắn tin hay gọi điện? Gọi điện. B, vậy là B chính xác hả? Ô, xin lỗi nha. Rồi. Bảo vệ. Phương Dung là người duy nhất chính xác. Tôi đã biết. 5. Tự nhiên hôm nay có nhiều cái chi tiết Trần Vân lạ lạ nha. Thôi mà, em có chìa khóa gì muốn bật mí cho mọi người đúng không? Em biết rất nhiều cái khóa ở đây chị ạ. Trời đất ơi, mỗi lần bật chế độ tiên tri là thấy xe bét tới nơi rồi đó. Khóa từ, khóa số, khóa càng, khóa gì em cũng có luôn. Thôi không ấy, em đoán đi, tại mỗi lần em đoán là đều sai. Mỗi lần em đoán là đều sai, để cho mọi người có thể loại trừ dần. Trần Vân à, thôi em không nói nữa. Mèo hay chó? Bắt đầu. Tiên tri luôn luôn uy tín, lúc nào cũng đoán sai là Trần Vân nhá. Ủa, tại sao bạn nghĩ là chó? Thì chứng tỏ là em không match với Đức Anh. Em cố tình đúng không? Cố tình rồi, cố tình luôn mà. Cố tình để đánh lạc hướng.
Bấm e. Để em chỉ giới cho em bấm. 4. Ba. Ôi. Hai. Ba. Một. Hết giờ. Ôi. Nhào nhở. Đó có gì đâu phải bất ngờ, đây là những người bạn yêu thương. Và đây là thời khắc mà em cần sự động viên của những người yêu thương nhất, đúng không? Jenna có phải là cô gái đó mời đến anh đến hay không ha? Oh. Ngại quá. Rồi bây giờ từ từ bạn chia sẻ cái mood của bạn đi để tôi biết tôi theo này. Thì hôm nay mình nghiêm túc một xíu đi. Nghiêm túc đúng không? Không phải là Jenna như bình thường nữa. Bạn có nghĩ rằng là tôi là người thật sự mời bạn đến đây không? Cũng hơi hơi. Hơi hơi nhưng mà hả? Nó cũng hơi thấp. Nhưng mà nó cũng hơi thấp. Tức là từ trước đến giờ bạn không bao giờ nghĩ rằng là có thể cho hai đứa mình kiểu cơ hội hả? Ờ. Tại sao? Không biết. Kiểu à... Không biết nữa. Chưa nghĩ đến bao giờ. Thế thì lúc mà bạn thấy tôi bấm tỏ tình bạn thì bạn có bất ngờ không? Chắc bạn lên động viên chứ gì? Không. Lên động viên đúng không? Nếu như mà tôi lên động viên tôi sẽ không cầm cái này. Jenna. Jenna mời. Why? Em tại nghi sale. Lắm mọi người à? Tại sao à? Jenna là cô bạn thân của rất nhiều bạn. Chính xác. Jenna ở trong nhóm mình. Đúng. Jenna cũng là người đã đến với chương trình thông qua cách được là Mai mời gọi như thế này nè. Thì em cũng có thể là em lấy lại cái một tip đó. Một đôi bạn thân ạ. Tại sao? Tại sao lúc nào cũng chỉ là một đôi bạn thân? Em đã thấy rõ được cái sự tình đồng chí ở trên đấy ạ. Sao mọi người không thể nghĩ khác đi một xíu được nhở? Bên này là tình cảm nó đỡ hơn cặp trước. Đỡ hơn cặp trước nha. Đỡ cặp trước. Rồi. Tại sao nhở? Đức Anh nói chuyện với em là Đức Anh có xấu hết tất cả mọi thứ ngóc ngách trong con người của Đức Anh ra. Và em phát hiện ra là Đức Anh rất là không kiên định, mỗi lúc một kiểu. Nên là em mới không thể nào em thực sự những nghe cái đáp án á, là em cứ bị phân vân giữa A và B ấy. Nhưng mà sao em cứ chọn đại một cái rồi bối rối ngay. Chết rồi. Chết rồi. Đu cứu anh ơi luôn. Em không cứu được anh rồi. Tóc biến về. Bình tĩnh nào, hít một hơi thật sâu. Nói chung là kiểu mình cũng vừa kỷ niệm 2 năm tình bạn. Thân nhau á là thì cũng mới 1 năm nay thôi. Ừ. Trước đấy thì là biết nhau nhưng mà kiểu như chơi xã giao sương sương à. Thân thì thật sự là 1 năm nay. Thì trong vòng 1 năm nay thì gần như là có bất kỳ cái chuyện gì giữa tôi và bạn thì gần như chúng ta đều biết hết về nhau. Không có giấu giếm gì cả. Tôi quá hiểu bạn như nào và bạn cũng quá hiểu tôi như nào. Thế nhưng mà có những cái tôi cũng không chia sẻ được hết với bạn. Ừ. Có những cái tình cảm tôi không dám nói. Thật không ấy? Thế bạn nghĩ tôi đang đùa? Bạn thật mà vẫn cứ cười toe toét. Tại vì người ta xấu hổ. Ok, nào. Thì lúc bình thường thì tôi chơi với bạn thì tôi cứ nhây nhây vậy thôi. Nhưng mà cái lúc mà tôi kiểu trong trường hợp như này thì tôi cũng biết ngại chứ. Thì bây giờ trước tiên bạn đi xuống dưới kia với tôi một xíu. Thật luôn? Ừ. Đi.
shipper rồi. Lại trả thuốc anh. Chỗ này bị đuối hoài luôn. Anh cho em mượn cái chỗ rồi, này okay, một xíu. Okay. Đây luôn đây, luôn đây, luôn đây. Chín lăm sang đây ngồi nào. Được rồi. Lại được ngồi ghế này bạn ơi. Rồi. Anh em mình là hội người cao tuổi, ngồi đây xem thôi. Lại có nhớ cái ghế này không? Nhớ, ngồi ghế. Thì cái lúc mà bạn còn ngồi cái ghế này ấy, thì tôi lại không có lên chương trình ngồi cùng bạn được nữa. Mà đến lúc tôi quay lại thì bạn lại đi mất rồi. Thế nên là tôi vẫn chưa có cái cơ hội để có thể bày tỏ hết được những cái gì mà tôi đã cất giấu trong lòng mấy lâu nay. Nên là hôm nay tôi cũng muốn... Ê, sao tôi đã nhờ chương trình. Nó đột ngột quá ta. Hôm nay... No, kêu anh. Không, đùa như bây giờ tôi sẽ lấy hết can đảm để tôi đối mặt với bạn này. Tại vì thật sự là đối mặt với bạn là một điều rất là khó với tôi luôn á. Kiểu khó là... thì thế nên tôi cũng khó nên là tôi mới phải nhờ chương trình để mời bạn lên như thế này. Ok. 2 năm qua thì chúng ta đã là những người bạn rất là tốt của nhau. Đã cùng nhau trải qua rất là nhiều chuyện, từ chuyện vui đến chuyện buồn. Tôi cảm thấy rất là trân trọng vì có một người bạn như bạn ở cạnh. Và ngày hôm nay tôi muốn nói là tôi hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục làm bạn như thế nhá. Bây giờ chị trả lại cho Dung đấy. Mời em tiếp tục màn tỏ tình của em. Đây mới là người thật sự mời bạn đến đây. Nhân vật chính ơi. Đây nào. Cảm ơn chị. Hay quá. Nè, uống miếng nước. Ô là la, vậy không phải là Jenna. Thế mà các bạn xem livestream cứ ngỡ là cái phần tỏ tình này sẽ được dành cho cái câu chuyện của những người bạn thân bao năm xa cách quay trở lại để tỏ tình nhau. Jenna tưởng là em lấy hết can đảm để tỏ tình cho Đức Anh, không phải. Duy Luân, chị rất tiếc phải nói rằng là một lần nữa xin mời em rời khỏi cái ghế đó. Hôm nay cái ghế đó bị niêm phong rồi, Duy Luân à. Thiệt sự luôn em. Bù lại chị sẽ set up cho em một cái sân khấu thật hoành tráng, em ngồi trên đây. Biết tại sao không? Dạ. Là bởi vì em được ngồi ghế đó. Nơi tình yêu bắt đầu. À. Wow. Thì chúng ta hãy để cho nơi ấy trở thành địa điểm chính để chuẩn bị cho phần tỏ tình ngày hôm nay. Ủa? Wow. Lên sân khấu và giành lại hai chỗ ngồi chính cho Phương Dung và cho Phương Dung và cái gì chứ? Nó lại đi. Ghen liền. Đó, Đức Anh, bây giờ em có muốn gỡ cái chữ Duy Luân ra không? Mọi người đang rất sẵn sàng để chờ đón chuyện gì đây? Cho em đó. Em không nên. Đức Anh, em không nên gỡ. Anh cái này để anh. Hả? Em dặm lên hay gì? Cái này em để dặm anh. Hay gì? Bên kia. Tàn nhẫn với Duy Luân quá em mọi người ơi. Trời ơi, ôm cái bảng tên của anh lên đây. Đức Anh, em tự xử lý phần đó. Lấy đi. Ơi. Chị chưa thấy cái phần tỏ tình nào mà nó lộ liễu, mà nó lúng túng như thế này, mà nó đầy đau đớn cho cái người ngồi ghế như là Duy Luân. Chắc các bạn sẽ thương tôi lắm đây. Nhưng không sao, vì đứa em của tôi sẽ chấp nhận. Dạ. Trước khi hai bạn có thể nói bất cứ điều gì để cho giấc mơ này thành hiện thực và để cho mọi câu trả lời được bắt đầu á, thì Phương Dung, em có muốn nói với mọi người điều gì không? Em cảm ơn mọi người rất là nhiều vì sự phối hợp vừa rồi. Mong là ngày hôm nay thì ủa, có bất ngờ gì không vậy? Chưa đâu em. Mọi thứ không thể bắt đầu dễ dàng như vậy vì mọi người rất mỏi chân khi đứng hết một tiếng. Nên chúng ta sẽ cùng... Nhà em có set up cho mọi người hai cái ghế sofa. À, thế hả? Được đúng không? Dạ. Vậy thì chúng ta sẽ chờ đợi một chút xíu. Mời các bạn sẽ cùng đến với phần tỏ tình.
bạn có cảm thấy bất ngờ khi mời mình mời bạn lên không? Cũng bất ngờ, kiểu như là vừa nãy Jenna lên là đã bất ngờ rồi, bị cũng bối rối. Thật ra bây giờ mình còn bối rối nhiều hơn bạn nữa. Thế à, bạn cứ thể hiện ra đi, không sao đâu. Sao bình thường em ngồi ở dưới này em kiểu vui vẻ, kiểu thoải mái lắm, mà sao tự nhiên khi mà ngồi đây ấy, vẫn là cái ghế này luôn, nhưng mà cái cảm giác nó khác dã man luôn. Với lại bạn biết tại sao mình lại mời bạn ngồi đây không? Tại sao? Đoán đi. Tại vì đây là cái ghế ngày xưa mình ngồi. Sâu xa hơn không? Sâu xa hơn là bạn thích mình. Sâu xa hơn là bạn thích mình. Thẳng thế. Từ từ. Xong hờn. Ủa không biết ai tấn công ai luôn á. Phũ phàng thế, vội quá. Thật ra bạn nhìn đi cái màu sắc của hai bên á. Bạn là bên màu xanh đúng không? Mình là bên màu hồng. Mặc dù là hai cái ghế nó rất là gần nhau. Mình là ở cuối nữ, còn bạn là ở đầu nam. Nhưng mà nó có một cái ranh giới ở giữa. Bạn có cảm thấy như vậy không? Cái đó là điều đương nhiên luôn, không phải suy nghĩ nữa. Đúng rồi. Tức quá. Nhưng mà sâu xa hơn á, thì mình cảm thấy như là cái này giống như là ranh giới vô hình ấy. Ranh giới của tình bạn. Thật ra mình cũng suy nghĩ rất là nhiều khi mời bạn lên đây. Kiểu lúc thì muốn nói, lúc thì không biết là có nên nói hay không nữa. Nhưng mà kiểu như là không biết bạn tin không, nhưng mà mình cũng đoán được là bạn rồi ấy. Tại sao? Tại vì có mấy lần bạn nhắn tin đồ các thứ á. Bạn nhắn tin tôi chứ không á? Không. Có. Nhắn vụ gì ta? Đi quay nè, xong về bạn nhắn tin rủ đi uống nước. À, đi xong rồi bạn đòi đi nhậu đúng không? Là bạn nhắn tin mình trước mà. Thì hôm đấy thật ra là có cả chị Vân nữa, nhưng mà cuối cùng chị Vân bùng kèo, chị Vân không có đi. Đó. Xong rồi là còn mình với bạn với là Trâm Anh thôi đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà... Nói đi. Nhưng mà kiểu như là... thôi. Bạn nói đi. Thôi bạn nói đi. Thôi bạn nói đi. Không hồi kết luôn đấy. Thật ra là cái lúc đi quay ấy, lúc đầu mình không biết là bạn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm mình đâu. Mà còn nhớ bạn còn chúc sinh nhật mình mà bạn xưng anh không? Lúc đầu mình không có biết. Sau một năm sau bạn mới rep đúng không? Ngày xưa có là gì đâu rep. Ủa. Thật ra lúc mà ngồi đây thì mình cảm thấy có một người rất là giống nguồn năng lượng của mình. Lúc đầu mới nói chuyện xong mình tính quay ra mình hỏi các bạn có phải Cung Bảo Bình không? Y chắc mình luôn. Thấy không? Như nào? Có nhiều cái điểm chung lắm. Xong rồi đến cái lúc mà cái khoảng khắc mà bạn quyết định bạn dừng sân khấu á. Xong rồi bạn ra về ấy. Thật ra là cái khoảnh khắc đó là mình là người nữ duy nhất không có chia sẻ, không có chào tạm biệt lại với lại bạn. Đồng cảm với anh. Tại vì em cũng mất ba ấy, nên là em vẫn đồng cảm với anh. Sao mà đi nhanh thế? Chị có thể ôm em một cái được không? Tại chị không biết khi nào mình có cơ hội gặp lại nhau nữa. Mọi người đang xem chương trình này thì đừng có để lại những cái lời bình luận nặng nề với Đức Anh. Tại vì mọi người thấy thái độ của tụi em là biết tụi em yêu quý Đức Anh như thế nào nên là... Tại vì cái lúc đó kiểu như là cái phần từ khóa trước thì mình vẫn kiểu hơi xúc động. Với lại kiểu... cái quyết định của bạn nó hơi đột ngột á. Nên là mình chưa có nói chuyện nhiều. Xong rồi về nhà mình mới nhắn tin nhiều hơn. Nhiều hơn. Rồi như kiểu là có những cái lúc mà bạn nhắn tin á, mình cảm thấy bạn là một người kiểu như là nó làm sao á.
cũng khó giải thích lắm. Tại vì cái lúc mà đầu tiên mình gặp bạn ấy thì mình nghĩ khác. Sau này dần dần mình lại thấy là à, bạn khác. Kiểu nhưng mà mình biết một điều là bạn thích ai thì bạn sẽ nói. Tính bạn mình là vậy. Nói thẳng ra luôn chứ bạn không có ngại đúng không? Cũng hơi ngại. Nhưng mà thường thì mình toàn chọn cái cách là mình sẽ nói ra thà. Nhưng mà mình nói ra xong rồi mới biết kết quả như thế nào ấy. Nó còn thoải mái hơn cái việc mà mình cứ giữ ở trong lòng. Nhưng mà cái đấy là hai người giống nhau mà. Thì tính anh cũng thế mà. Tính anh lúc nào cũng hỏi thẳng ấy. Thì em thấy chị Dung cũng là người như thế luôn. Mà từ đầu em đã ấn tượng chị là người như thế rồi ấy. Kiểu thẳng thắn. Anh cũng thế. Ôi, có một cái khoảnh khắc mà mình đi quay. Lúc đó thật ra là quay xong hết cái phần sau mà không có bạn á. Những cái ngày quay sau, xong rồi quay xong mình cũng ngồi suy nghĩ. Mình có nhắn tin cho bạn một cái tin. Bạn nhớ mình quá đúng không? Nhưng thì... mà thật ra lúc đó kiểu nghĩ gì ấy. Em là một cái người mà cảm xúc như thế nào thì em sẽ nói như thế á. Xong rồi em cảm thấy tự nhiên đi quay em cảm thấy tự nhiên trông mắng của ta. Xong rồi tự nhiên cứ cảm thấy bây giờ mà có Đức Anh chắc vui. Đó, thế là em nhắn tin cho Đức Anh, em bảo là mình nhớ bạn quá. Nhưng mà thật ra là nhớ thiệt. Thì cái lúc mà nhận được tin nhắn đấy thì cũng hơi bất ngờ. Chắc lúc qua bạn nghĩ mình trêu bạn đúng không? Tại vì lúc đó không chỉ bạn nhắn mà Phi Linh cũng nhắn nữa. Thì mình nghĩ là hai em bé này thông đồng trêu mình, kiểu như là cố tình nhắn như thế trêu mình. Tại quen cái không khí. Thế là kiểu như bọn mình là kiểu như là một team mới chơi với nhau thì như kiểu là cũng hay đi chơi, hay đi nhậu. Có những lần mà bạn với mình cùng bắt một chiếc Grab 2 điểm. Xong rồi cái ngồi trên xe không nói gì hết. Không nói câu gì hết với nhau. Nhưng mà có một lần á, bạn nhắn là nếu mà mình thích bạn thì sao. Xong rồi mình có hỏi lại là thế có thật không. Ủa? Dạ. Nhìn mặt không uy tín hả? Dạ. Xong rồi câu chuyện cũng dừng lại đó luôn. Bạn nó không nói thêm gì nữa, mình cũng không nói thêm gì nữa. Thì mình cũng nghĩ là đùa thôi. Thật ra lúc đó mình cũng chưa chắc chắn lắm về cái tình cảm của mình ý. Xong rồi mình muốn kiểu tiếp xúc với bạn nhiều hơn để rõ được cái cảm xúc của mình. Vậy nên là ngày hôm nay mình mới nhờ chương trình mời bạn đến đây để mình cố gắng xóa đi cái ranh giới đó. Có một điều mà mình rất muốn làm đối với bạn. Nhiều được không? Tham lam. Bây giờ bạn đi lên sân khấu đi. Ủa là có sân khấu trong luôn hả? Bạn đứng ra đi, bạn đứng ra đi. Chương trình cho em xin lại cái nhạc tỏ tình lúc nãy được không ạ? Và sau đây là màn tỏ tình. Chính thức. Thật ra là mình muốn cái khoảnh khắc này xảy ra rất là lâu rồi ấy. Bây giờ mình muốn dám làm ấy đối với bạn. Nãy là nhờ chị Zena chứ không mà bấm kiểu trong đầu cứ phải diễn là bây giờ mình không được nhìn. Nhưng mà thật ra là muốn bấm lắm luôn ấy. 6 5 4 3 Ôi 2 Và 1 Hết giờ. Nhưng mà thật ra là muốn bấm lắm luôn ý. Thế á? Mình bấm đi. Mình cảm thấy mình thích bạn rất là nhiều. Chị á. Lên đây đúng không chị? Không, em đã tỏ tình người thì em phải bước lên chứ. Xin mời Phương Dung.
thật, gặp thật. Gặp thật. Không. Sợ này đúng không? Chuyên gia chơi xấu mình thôi. À, bây giờ thì mình muốn dẫn bạn đi một nơi cũng có những kỷ niệm đối với lại những người bạn của chúng ta. Bây giờ thì mình sẽ bước vào trong sân khấu. Ok. Có nắm tay không? Nắm. Ê, Đà Lạt đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Chỗ này là cái chỗ mà có một lần em quay MV này. À, chỗ săn mây đúng không? Ở cái đồi này luôn. Rồi rồi, ngồi đi rồi, chị biên tập sẽ mở máy lạnh lạnh lên cho Đà Lạt nha. Huy sao thiệt. Cái ghế này giống ở Thông ơi, cái đợt mình đi đúng không? Ừ nhờ. Giống không? Giống ở Thông ơi. Y chóc luôn. Y chóc. Hay quá ơi. Trời ơi. Bạn có biết lý do vì sao mình thích bạn không? Mình không. Một phần là vì cảm xúc nhá. Vì hai đứa có nhiều điểm chung. Không biết có phải là do sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm không ta? Mà sao tính cách nó hơi giống nhau ha? Lạ ha? Bây giờ hai đứa thử liệt kê ra những điểm chung của nhau. Mình trước nhá. Mau nước mắt. Bạn cũng mau nước mắt hả? Mày hả? Bạn kể thử đi. Không tập trung. Đúng luôn, không tập trung. Thứ ba là thích ở nhà. Anh Huy ơi. Ơi. Anh cho em mượn cái áo được không? Có ngay. Dạ. Em cảm thấy Đà Lạt lạnh lắm đúng không? Thật ra đây là áo của Luân luôn nha. Di Luân, Di Luân luôn nha. Di Luân mượn nha. Ok. Để cũng chưa thử rồi. Thấy chứ, cái áo mà từ anh Duy Luân xong sang anh Trung Huy xong sang Đức Anh bây giờ về em luôn á. Lạnh quá. Đà Lạt lạnh quá. Lạnh quá không? Lạnh thiệt á, đúng nè, rồi, nè, áo rồi, đúng rồi. Áo cho bạn nè. Về Sài Gòn rồi, nóng rồi. Sài Gòn nóng quá. Thích ở nhà hơn. Chắc là thích đi chơi, đi nhậu với bạn bè. Bạn thích đi nhậu hả? Thích nhậu với bạn bè nhưng mà nhậu uống ít thì uống nhiều vẫn là nhậu. Đúng không? Bây giờ mình sẽ cho bạn xem một cái này. Đáng yêu ha. Nhìn hai người giống nhau ha, hai người. Hai người giống nhau. Oh no. Ủa. Đây là ở Thông ơi đúng không? Đúng rồi. Có một cây đàn. Đúng rồi. Bạn nhớ lúc đấy mình đánh bài gì không? Đánh bài nơi này có anh của anh Sơn Tùng TP. Sau rồi kiểu tự nhiên cái hình hiện lên đó là mình nhớ lại cái khoảnh khắc hồi đó đi chơi chung với lại Feeling nè. Trâm Anh nè, anh Bin. Trời ơi vui dã man luôn. Thật ra thì ngay từ cái khoảnh khắc đấy á là mình cảm thấy là cái buổi đi chơi đấy là buổi vui chơi gần như là vui nhất. Nói chuyện được nhiều này, chia sẻ được nhiều này, biết là đội bọn mình cũng hợp nhau thứ nữa. Với lại tại vì có mình á. Thế hả? Chắc là vậy. Có mình là vui. Tại vì mình cũng là một người kết nối mọi người xung quanh ấy. Kiểu đi chơi mình sẽ kết nối người này nè, cũng hơi giống bạn cái tính này hả? Đi kết nối người này nhưng mà đến cái khúc mà làm đồ ăn thì tất cả mọi người trên phòng. Không. Còn không. Còn một mình dưới bếp. Ủa. Không phải, tại bạn dành luôn. Nhưng mà phải công nhận một điều là Đức Anh nấu ăn rất là ngon luôn. Ngon không? Đức Anh là người con trai đầu tiên nấu ăn cho mình ăn luôn á. Xong rồi kiểu cái lúc mình nè, bạn với Feeling đi mua đồ ăn. Xong rồi hai chị em kiểu vừa đi vừa chơi vậy đó. Còn bạn là bạn đi, bạn chọn hết. Bạn mua hết. Xong rồi kiểu đứng đằng sau cái bóng dáng một người đàn ông biết nấu ăn. Tuyệt vời không? Tuyệt vời. Tuyệt vời. Tính ra chưa bao giờ em nhìn thấy cái hình ảnh đấy luôn á. Chưa bao giờ thấy. Chơi 2 năm chưa bao giờ thấy hình ảnh đấy. Xong rồi về, xong rồi Trâm Anh lên. Xong các chị em lên phòng hết luôn. Không phải lúc ấy tính xuống phụ rồi. Xong rồi lúc mà xuống ai không biết tại sao bạn làm xong hết luôn. Nhưng mà nó ăn ngon thiệt. Xong rồi còn đàn nữa nhờ. Không nhớ cái khoảnh khắc đấy ok lắm nha. Mình nhớ mãi luôn á. Tháng sau đi tiếp đi.
Hay là lúc mà cái khoảnh khắc đi Đà Lạt á, cái khoảnh khắc bạn ngồi bạn hát các kiểu thì mình cũng cảm thấy sao xuyến lành quá à. Đấy, phải để bạn nói cho ta. Với lại kiểu cái lúc mà mình đi về á, xong rồi mình bị quên chứng minh nhân dân á. Bạn có nhớ không, lúc ấy tính đặt vé tất cả mọi người cùng về chung máy bay á. Xong rồi mình không mang chứng minh nhân dân, không mang bắt bo, cái cuối cùng Trâm Anh có thể mọi người về trước, cái còn mẹ mình, thế là bạn ở lại với mình, xong rồi để đến tối cùng về. Tại vì hôm đấy Trâm Anh có việc. Trâm Anh có việc nên là bắt buộc Trâm Anh phải đi máy bay. Mình vẫn đi với bạn được, không sao, mình đi xe với bạn được, đỡ buồn. Ồ, đỡ buồn thiệt. Bạn biết là mình là người rất sợ đi xe từ Sài Gòn lên Đà Lạt đúng không? Sao vậy? Bình thường mà. Mình sợ lắm. Qua mấy cái đèo á, mình sợ lắm. Nên là ít khi mình đi xe lắm. Cái lúc mà mình có tình cảm với bạn ấy, sau mình cũng phải suy nghĩ rất là nhiều. Bởi vì mình ngồi ghế chương trình ấy, sau mình cũng không biết phải làm sao hết. Cái mình cũng phải cân đo đong đếm tất cả mọi thứ. Khi mà hiểu được bản thân ấy thì mình mới dám nói cho bạn biết. Tại vì trước giờ bạn cũng thấy là mình chỉ nói kiểu vu vơ thôi ấy. Mình chưa có bao giờ mà mình chính thức mình nói với bạn. Thật ra thì mình cũng ngại á. Tại vì thấy mọi người ship bọn mình nhiều quá trời luôn á. Xong rồi kiểu như là mình cũng nghĩ là bây giờ Dung đang ngồi ở đó, xong rồi bây giờ mọi người ship nhiều như vậy có ảnh hưởng đến bạn không á? Như kiểu mọi người sẽ nói là sao vẫn ngồi ghế đó. Với lại kiểu khi mà ngồi ở đấy thì cũng mong muốn mà lớn nhất ấy cũng là để tìm kiếm một nửa của mình thôi. Bằng cách nào cũng vậy. Bây giờ thì bạn có muốn chơi trò chơi không? Có trò chơi hả? Có. Chơi. Chơi trò đoán từ. Vậy thì bạn sẽ nhìn vào nha, không được quay mặt đằng sau đâu. Ôi. Bây giờ mình sẽ nói cái từ đó, nói cái từ đó để cho bạn đoán cái từ. Cái bài này nghe quen quá vậy ta. Bài này là bài của Minty với lại Honey. Tên bài hát á. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6 từ. Nhưng mà Minty với Honey có đúng một bài thôi chứ mày. Thì bạn đoán đi. Lỡ mai này không thấy nhau. Đúng rồi. Ủa đúng sao rồi, lại rồi. Đoán nhạc của team tui. Ủa thì thế nó mới dễ. Tiếp nha. Cái từ này có hai từ. Mà cái này không biết nói như thế nào nữa, là mình kiểu mình hành động sơ, bạn đoán nhá. Ví dụ như mình đang ở đây. Xong rồi mình gọi là gì ta? Ví dụ như đang ở đây. Xong rồi ở đây nhưng mà không có ở đây nữa thì gọi là gì? Biến mất. Đúng rồi, giỏi. Cho ăn cái dép luôn đó. Lại. Không. Cơ hội chỉ đến một lần. Tiếp okay. nhá. Ok. Cái bài này, cái bài này là tên bài hát của Đức Ứng. Có 1, 2. Nói với anh đôi lời. Không phải, có 4 từ lẹ lắm luôn á. 4 từ hả? Chẳng thể bắt đầu. Đúng rồi. Toàn bài mình viết mà bạn. Cái này có 2 từ. Người mà mình thích nhất. Tên của người mà mình thích nhất có 2 từ. Đức Anh. Sao? Mình đúng giỏi rồi. Quá hả? Trả lời hết xuất sắc. Ok, đập thật. Tin không? Tin mình không? Không. Ok. Bây giờ bạn có thắc mắc về mấy cái từ khóa này, nó không phải tự nhiên là mình chọn đâu. Nó phải có ý nghĩa sâu xa. Bây giờ bạn có thắc mắc cái từ gì không? Rồi bạn nhìn mình đóng say quá vậy. Sao? Giờ bạn có thắc mắc từ gì không? Chắc là thắc mắc từ tên mình thôi. Mà tên mình thì không thắc mắc nhỉ. từ nào. Thế lỡ mày này không thấy nhau đi. Mà khoan, lỡ mày này không thấy nhau thì cũng không thắc mắc lắm.
trả lời hết hả? Lanh quá nhỉ, lanh quá. Thôi từ từ. Bắt đầu bằng cái từ đầu tiên nhá. Là lỡ mai này không thấy nhau. Lỡ mai này không thấy nhau. Thì nó cũng giống như cái cảm xúc của mình cái lúc mà biết bạn rồi chương trình á. Ừ. Tại vì á, mỗi người có một sống khác nhau ấy. Nếu mà mình không có những cái điểm chung ấy, không có những cái kết nối thì mình sẽ không gặp lại nhau đâu. Uh-huh. Mình có một cái câu mà mình nói hoài luôn. Đó là câu mà nhất kỷ nhất hội. Mỗi cuộc gặp gỡ đều là duy nhất và độc nhất. Không có biết là lần nào là lần cuối mà chúng ta gặp nhau luôn. Nên là cái lúc mà mình ngồi ở đó khi bạn về ấy, mình cứ sợ ấy. Cứ sợ kiểu không có kết nối nào nữa. Nên là lúc nào mình cũng tìm cách để gặp bạn, tìm cách để mời bạn lên chương trình. Và mình mong là sau này chúng ta sẽ có nhiều điểm chung và có kết nối với nhau. Lỡ mai này không thấy nhau thì vẫn làm bạn. Mình cũng muốn làm bạn lắm. Thế à? Câu tiếp theo là Biến mất. Bạn nghĩ sao về việc hai đứa mình có cùng ngày sinh, ngày tháng năm sinh? Duyên đấy. Duyên tiền định đấy. Duyên tiền định ấy. Ngày kiếp trước bạn là con bò. Bạn nói hoài luôn. Bạn lên livestream mà bạn còn bảo tôi là con bò. Liên kiếp trước gặp bạn là con bò. Mình là người chăn bò. Xong rồi vô tình hai đứa mình đâm vào nhau. Thề một cái câu chuyện em không hiểu tại sao có thể nghĩ ra được luôn á. Xong rồi hai đứa mình đầu thai chuyển kiếp sinh cùng. Bạn sinh rạng sáng đúng không? Đấy. Nhưng mà bạn sinh bạn... cùng buổi, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Tìm ở đâu ra? Anh không mua ở đây thì anh mua ở đâu? Thế là phải nói cho bạn á. Nhỉ. Tính ra mình đang tỏ tình bạn luôn á. Nhờ. Bạn thích mình thì bạn nói thẳng ra luôn đi. Đấy, nên là mình nghĩ tại vì phải có một cái kết nối nào đấy thì hai đứa mới sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, xong rồi còn gặp nhau nữa. Thật ra cũng có nhiều người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm lắm nhưng mà mọi người không gặp. Mà mình tự nhiên mình kiểu tự nhiên cái hai đứa mình gặp nhau ha, hay ha. Hay không? Đỉnh quá trời. Đỉnh quá trời ha. Nên là mình không có muốn bạn biến mất khỏi trong cuộc sống của mình. Đó là từ biến mất. Từ tiếp theo là chẳng thể bắt đầu. Cái này câu này nghe cũng đoán được đúng không? Tại nãy mình cũng có nói là hai đứa mình là bạn tốt. Thật ra thân thì cũng không gọi là bạn thân đâu ha. Nếu như bạn tốt của nhau, hiểu tính nhau, xong mình cảm thấy có một người bạn như vậy bên cạnh cuộc sống của mình ý, rất là tốt. Mọi thứ nó có người giúp đỡ nè, có người sẻ chia. Xong mình nghĩ là nếu bây giờ mà mình vượt quá cái tình bạn ý, thì mình không biết được là sau này hai đứa còn chơi chung với nhau đúng không? Tại vì hai đứa toàn cái kiểu mà nếu mà không đến được với nhau là im lặng đấy. Với lại kiểu cũng có một cái về bạn ấy mà mình cũng hơi băn khoăn khi mà nghĩ là có nên quen nhau không? Bạn nói đi. Tính bạn kiểu hay che giấu cảm xúc ấy. Mà kiểu như là như vậy thì rất là khó để hiểu được nhau. Khi mà nói ra ấy, người ta còn hiểu lầm nhau nữa chứ là im lặng. Nên là sau này mình nếu mà hai đứa mình có quen nhau nhá, thì cái gì bạn cũng phải nói cho mình biết. Bạn phải nói ra cái cảm xúc của bạn thì người khác mới biết được. Ok. Mình đang tính hỏi bạn có cái băn khoăn gì nếu như mà hai đứa mình quen nhau không? Băn khoăn á? Mình nghĩ là nó là vấn đề tình cảm thôi á. Chứ còn để yêu một người thì mình sẽ không có bất cứ một cái băn khoăn nào. Ok đấy. Cũng giống mình, tôn trọng cảm xúc của bản thân ý. Mình ít khi nào mình để ý những cái xung quanh lắm. Lúc nào mình cũng làm theo con tim của mình. Còn cái từ Đức Anh quên mất tiêu. Cái từ cái... Bạn quên Đức Anh thì làm sao mà bạn tỏ tình với Đức Anh được? Không phải cái từ đó. Đức Anh ngồi đây rồi nên là quên cái Đức Anh kia. Vậy là có hai Đức Anh. Đấy là cái tên. Rồi. Tại vì có Đức Anh thật ngồi đây nên okay. Là mình quên mất cái tên đó. Ok, giờ sao nào? Bạn tính kêu Lươn Bình Phước đúng không? Lươn Bình Phước. Đức Anh á hả? Ừ. Bạn biết tại cái mà mình thích nhất là cái gì không? Là nếu gì? Mà quen nữa. Ừ. Là nếu mà bình thường á mình sẽ gọi là Đức Anh ơi. Ừ.
Còn nếu mà khi nào mà mình kiểu bị lười lười á thì mình sẽ gọi là anh ơi. Anh ơi. Ơi. Đúng không? Ê, có cái clip đấy lúc bọn mình livestream với nhau ấy. Ờ. Xong rồi fan cắt cái đấy. Nhưng mà thật ra là cái kiểu ơi á, bạn có hay dùng cho người khác không? Không. Tại sao bạn lại trả lời mình là ơi? Tại vì bạn hay dẹo. Bạn hay dẹo nhưng mà bạn dẹo kiểu dễ chịu, cho nên là mình dẹo theo với bạn cho nó vui. Mọi người cũng kêu mình dẹo nhưng mà mình cũng cảm thấy mình hơi điệu thật. Uh-huh. Mình cũng không từ chối cái việc mình điệu, cũng hơi điệu. Cũng đâu sao đâu, điệu không khó chịu là được rồi. Hết rồi, bây giờ thì mình sẽ cho bạn xem một chiếc clip. Clip gì? Ê, sao mình cứ sợ mấy cái này quá ta? Sao vậy? Nhớ ngoài 2 triệu view ấy. Thề luôn, không hiểu tại sao clip có cái gì để mọi người xem nhiều vậy luôn á. Ôi. Trời ơi, rất là nhiều lượt like luôn, lượt thả tim luôn. U mê Phương Dung. Đức Anh Phương Dung. Ê, mấy cái thuyền ha? Mấy cái thuyền của tụi mình nhiều lắm luôn á. Nhưng mà mọi người kiểu đẩy thuyền rất là nhiều hai đứa luôn. Ồ, tự nhiên xem clip này mình cảm thấy rất là cảm động á. Trước đấy mặc dù mình cũng có đi phim các kiểu nhưng mình cũng dừng phim khá là lâu á. Sau rồi từ lúc tham gia chương trình cái mọi người bắt đầu biết đến mình nhiều hơn, sau ủng hộ mình, sau làm mình cảm thấy mình được quan tâm ấy. Mình thật sự trân trọng luôn. Nhưng mà bạn cảm thấy khi mà được ship như thế này thì bạn cảm thấy như thế nào? Thì đó, ban đầu mình nói rồi á, kiểu như là mình sợ ảnh hưởng đến bạn khi bạn ngồi chương trình thôi. Mình cũng cảm thấy rất là vui khi mà mọi người đẩy thuyền ý, tại vì bản thân mình cũng thích bạn ý, rồi nhưng mà cũng hơi lo một chút xíu, tại vì mình cũng không biết bạn như thế nào ấy. Tại vì mình được ship với nhiều người lắm, nhưng mà ship với bạn á là mình thấy buồn cười nhất. Tại sao? Không biết sao thấy hay hay vui vui. Tại vì mấy cái người ship bọn mình ấy toàn mặn ấy. Kiểu mặn ơi là mặn ấy, kiểu như mình xem clip mình buồn cười kiểu như cái mà không có ấy, nhưng mà mọi người dựng clip nó lại thành có. Đó, cái sức mạnh của dựng clip ấy. Sao rồi kiểu hai đứa toàn đăng story các kiểu đêm ấy. Sao mình cảm thấy mọi người toàn đêm nay không được ngủ. Ngày nào kiểu cũng phải là thức canh xem hai đứa đăng cái gì. Dễ thương nhỉ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều thông qua chương trình. Mình cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã dành tình cảm rất là nhiều với hai đứa. Mình hỏi bạn chắc cũng biết ha. Trước đây thì bạn chắc cũng biết cái... Bạn có biết là mình thích bạn không? Có cảm nhận được không? Trước đây thì không. Tại vì kiểu như là mình không có cảm nhận được cái gì. Thật ra từ những cái hôm gần đây ấy, kiểu tín hiệu của bạn có lẽ là nó bị bộc phát ấy. Thôi là mình cũng đoán được một xíu. Để ra khi mà thích một người không thể nào mình che giấu được ấy. Cái lúc mà ngồi đấy thì cũng cảm thấy bình thường. Có một cái mà dạo này cái phim rất là hot luôn ý. Sao mình có đọc được một cái comment. Mọi người bảo là người ta gọi là yêu từ ánh nhìn thứ hai. Là cái kiểu mà lúc mà mình gặp người đấy mình sẽ không nghĩ là mình sẽ không thích người đấy ngay. Nhưng mà trong đầu mình đã nghĩ là sau này mình sẽ quen người đấy. Trời ơi, sao mình đọc hay ha, tự nhiên mình cảm thấy mình với bạn là đúng kiểu như thế. Lúc mà ngồi chương trình thì mình không cảm thấy thích bạn. Thấy bình thường, thấy kiểu vui vui thôi. Nhưng mà mình lúc đó tự nhiên trong đầu mình suy nghĩ, có một khoảnh khắc nào đấy mình đã nghĩ là sau này mình sẽ yêu nhau ấy. Nhưng mà không biết là có thành sự thật không. Nói chung là mình cũng không biết nói sao nữa, nhưng mà có lẽ đây là cái màn tỏ tình mà mình cảm thấy là mình ngồi trên cái vị trí này cũng nhiều ấy so với mọi người. Nhưng mà hôm nay thì mình cảm thấy vui, vui
kiểu như là vui kiểu thoải mái ấy. Kiểu như là không biết kết quả như thế nào nhưng mà mình thấy là mình vô lo vô nghĩ kiểu được phép vô tri luôn ấy. kiểu như là bạn cho mình một cái cảm giác rất là an toàn. Mà tại vì bọn mình chơi với nhau cũng một khoảng thời gian khá dài rồi, cũng có quan sát bạn chứ, kiểu mình là một người hay quan sát, bạn biết mà đúng không? Không chỉ bạn mà ai mình cũng quan sát hết đó. Thì bạn là một cái người mà nếu mà ai yêu bạn á, là bạn có thể sắp xếp lại cái cuộc sống của người đấy luôn á. Như kiểu là từ chi tiêu nè, từ cách kiếm tiền nè, rồi nói chung bạn với mình, bạn là một người rất là giỏi. Thế à? Với cả như kiểu là bạn là một người hiểu ý, tức là bạn rất là hiểu chuyện. Mình cảm nhận được là nếu bạn yêu người đó thì bạn là một cái kiểu như là mình nghĩ là mình với bạn sẽ giống nhau. Khi nếu mà chúng ta bước vào một mối quan hệ yêu đương ấy, chúng ta sẽ không phân chia là nam hay là nữ phải làm cái gì, không cần ai phải chủ động trước hay là không cần ai phải như thế nào trước cả. Và mình cảm thấy yêu người đó thì mình có thể làm được mọi điều, chứ không phải là phải như thế này mới yêu. Đấy là cái mà mình cảm thấy nếu mà ai yêu được bạn thì sẽ rất là hạnh phúc. Vậy sao bạn không nghĩ đó là bạn? Mình không biết nữa. Trong tình yêu ấy, mình cứ cảm thấy là khi mà yêu thì hai người phải ngang bằng nhau ấy. Người ta hay bảo kiểu con gái thì không có nên xin lỗi trước, xong rồi không nên làm này, không nên làm kia. Nhưng mà mình cảm thấy khi mà mình yêu rồi, mình tôn trọng, kiểu lúc mà yêu rồi mình có thể làm mọi thứ luôn. Đúng rồi. Xong mình cũng chẳng cảm thấy là cái việc mà mình quan tâm người kia nhiều hơn là thiệt thòi hay cái gì hết. Tại vì cái đó là cảm xúc của mình mà, trước hết thì mình đã làm tròn được cái cảm xúc của mình rồi. Mình cảm nhận được bạn rõ ràng cái đấy luôn á, bạn chân thành ấy. Mình nghĩ đấy mới là tình yêu. Thật ra bạn rất giống hình mẫu của mình ý. Yeah. Là vừa kiểu đúng hình mẫu ở ngoài, còn bên trong bạn còn rất là giống mình nữa. Mình cảm thấy có một cái người mà có thể hiểu mình nè, có thể nói chuyện được. Tại vì khi mà người ta yêu ấy nhá, có nhiều người yêu nhưng mà không thể nói chuyện được với nhau. Nhưng mà mình cảm thấy mình với bạn là bạn bè thôi, nhưng mà mình có thể chia sẻ, mình có thể kể cho bạn nghe cái này, kể cho bạn nghe cái kia. Bây giờ thì mình sẽ cho bạn một cái bất ngờ tiếp theo về một cái bối cảnh. Ok. Bây giờ thì bạn sẽ đứng dậy đi. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt đi nha, không được tí hí đâu. Rồi, mở mắt ra. Đây nè. Rồi, đập thật. Cái này là kiểu như có điểm chung nè, tôi với bạn đều muốn mở tạp hóa. Tự nhiên ngày xưa ngồi nói chuyện đó, sao mình bảo là ê, mai mốt mình không làm nghệ thuật nữa, chắc về mình mở tạp hóa. Mình cũng thích mở tạp hóa thật. Sẽ kiểu cái cảm giác mà mình ngồi mình bán cho mấy đứa trẻ con đó, sao nó chạy qua chạy về, xong rồi mua đồ ăn. Vui quá trời. Mà kiểu nếu mà cái này á, mà nói cho mọi người biết ấy, mọi người ngồi cười luôn á. Mà không hiểu tại sao hai đứa mình có suy nghĩ nó hơi bay bổng nhỉ. Hơi khác người nhưng mà vui. Bạn vui không? Vui. Bây giờ mình cứ chơi trò chơi tiếp nhá. Ok. Bạn có nhớ cái trò này hồi nhỏ hay chơi không? Hồi nhỏ thì nó hay là kéo bóng xu. Hồi nhỏ nó bịp lắm luôn á, chơi không bao giờ trúng luôn á. Trúng thì làm sao có lời. Hả? Đúng không? Lời mày, cảm ơn. Mày. Bây giờ chơi nhá, mình sẽ chọn trước. Cái này đi, số 22. Cái này là có cái tờ hả con? Cái này của mình. Câu hỏi: tiết lộ điều bạn đang che giấu đối phương. Thật ra là từ trước đến giờ mình chỉ có dối bạn đúng một điều. Không phải dối nữa mà là giấu. Giấu. Nó nghĩa là giấu tình cảm của mình. Hôm nay mình mới nói cho bạn biết là mình thích bạn thôi. Có mỗi cái đó thôi chứ chưa bao giờ mà mình nói dối bạn hết. Mình tin bạn á. Tại vì
Mình thấy bạn là một người không có hay nói dối lắm. Hay, không bạn, hay thôi. Bạn chỉ có hơi lươn một tí thôi. Lươn ngang bạn thôi. Ờ, chứ còn nói dối thì chắc là không. Ừ. Đôi lần thôi. Không có. Đôi lần mà mình biết mà mình không nói á bạn. Mình sẽ chọn số 1 tại vì 22 trên 1. Đúng không? Hay vậy ta? Là 22 tháng 1. Ngày sinh của bọn mình. Mai mốt về mà sinh con 22 tháng 1 nữa chuẩn. Tới đoạn con luôn rồi ha. Nêu một điều bạn thích ở đối phương mà không có những người không có ở những người khác giới khác nhiều lắm. Thế á? Ừ. Một cái thử xem nào. Ví dụ mình kiếm tiền đi. Ừ. Đưa cho người yêu của mình. Mình đưa bao nhiêu người yêu mình sẽ xài với nhiều. Ừ. Nếu mà với bạn ấy, kiểu như là bạn như kiểu tay hòm chìa khóa ấy. Ờ. Tiêu cái gì thì bạn đều vạch rõ nó ra. Ví dụ đi chơi chuyến này cần bao nhiêu hay là gì đấy. Nói chung là nhiều cái á. Đấy chỉ là một cái ví dụ mà mình chợt lóe ra trong đầu thôi. Tiếp ha, chơi tiếp ha, chơi thêm một cái nữa đi ha. Ờ. Ờ, mình sẽ chọn con số gì ra, số gì ra, số gì ra. Không có số 6 ta. Hey, what happened? À đây. Tại sao bạn không lấy số 9 xong mình lấy số 8? 98, ồ ha, mình tìm một số 98 nhưng mà nó không ra. Hay nảy, nảy số nhanh quá vậy ta. Hay là chơi lại được không? No! Ăn từ xì ai thua sẽ bị đối phương búng vào chán. Ok. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Thịt luôn. Ok. Ê. Gì à? Hoàn tù xì ai thắng thì được thơm vào má đối phương. Hả? Ui. Tình nguyện bị luôn á. Chơi. Chơi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mình thắng bạn ạ. Bạn thắng hả? Ờ. Chết rồi. Mọi người che mắt lại nhá. Ok. Không. Đây, che đây. Che. Mở to mắt ra mọi người nhá. Không thấy gì nhá, không thấy gì nhá. Tí hí không à. Anh che rồi nhưng mà anh quay phim lại. Sai. Bạn ơi, bạn ổn đâu? Quấn quéo đâu hết rồi. Quấn quéo rồi. Là sao? Lại không? Có cái nào khác nữa ôm nữa không chị? No! Tiếp nữa. Chắc là số 8 đấy. Số 8 đi. Ờ. Ôm hôn nó gần nhau. Ừ. Tận hưởng món ăn đi nhé. Món ăn nào? À đây đồ ăn nè. À. Ăn này ha. Ăn gì ta? Mình biết bạn thích ăn gì luôn á. Bạn thích ăn bánh tráng đúng không? Ờ, bánh tráng này không có tắc. Em biên tập đầu tư nha. Nhưng mà xin biên tập thêm chế tắc không? Chế tắc thì ok ha. Ờ, bắt cho hai chải. Hai chai Tiger đó. Hai chai bia. Có bia rồi. Hai chai bia nữa. Bạn nghĩ sao nếu hai đứa mình quen nhau? Nghiêm túc mà nói này. Ừ. Mình không muốn quen một người làm trong nghệ thuật ấy. Tại sao vậy? Thường thì những người làm trong nghệ thuật ấy, cái tâm hồn họ sẽ bị nhạy cảm hơn. Ờ. Thật. Kiểu như là họ bị đối mặt với nhiều thứ ấy. Ừ.
trong cái quãng thời gian họ làm việc ấy. Xong rồi cái tinh thần của họ cũng sẽ rất là dễ bị tổn thương. Mình không biết tại sao đấy, nhưng mà mình vẫn, nếu mà mình được chọn thì vẫn chọn gái những công việc khác, không phải là người làm nghệ thuật đúng không? Không làm nghệ thuật. Bữa không biết là do kiểu tín hiệu vũ trụ hay cái gì nha, mà mình có đọc ở trên bay của chương trình mình đăng luôn, có một câu rất là hay, đó là đến một lúc nào đó mọi quy tắc mà bạn đặt ra cũng chỉ để bị phá vỡ bởi một người nào đó thôi. Câu này mình cũng đã nghe. Tại vì mình thấy cái câu này cũng nhiều người like ở trên bay, nhưng mà mình thấy câu đó đúng mà. Tại vì khi mà mình thích một người nào đấy thì mình sẽ chỉ muốn người đó ở bên cạnh mình thôi. Những cái quy tắc mà mình đặt ra nó sẽ không có, kiểu như là mình sẽ không quan tâm đến mấy cái quy tắc đó luôn á. Và mình cũng nghĩ là nếu mà bạn quyết định cái gì ấy, bạn hãy sử dụng trái tim của mình để cảm nhận. Đấy nhá, đấy là mình chỉ cho lời khuyên thôi, chứ không phải là cái quy tắc đó của bạn đặt ra là không đúng. Nhưng mà bây giờ mình có một cái món quà muốn gửi tặng bạn. Trong cái lúc mà mình chuẩn bị cái món quà này thì bạn hãy suy nghĩ sâu sắc về những cái nãy giờ mình nói. Bạn ngồi ở ghế đó đi. Ngồi ghế Phương Dung hả? Ok. Là ở đây. Ngồi ở đây. Nhưng mà cái này cần thời gian chuẩn bị một chút nhá. Ok. Lên đèn. Wow. Dù khổ đau cũng không chôn chân.
Quá đẹp quá. Hay ơi là hay. Xinh ơi là xinh. Chết rồi, quên bài. Không sao hết, không sao hết, không sao hết. Sao, vẫn mê ạ? Vẫn rất mê ạ. Lên đây. À hả? Đây. À hả? Chần chừ gì nữa hả? Hôm nay mình hơi run ý. Run hả? Ừ. Nãy giờ thì lúc mà mình đi chuẩn bị thì bạn có suy nghĩ được nhiều không? Hơi băn khoăn. Bạn còn băn khoăn cái gì? Nghe bạn nói nhiều hơn. Bạn cứ quyết định theo bản thân bạn thôi. Nhưng mà lúc nãy bạn thấy cái bài múa nó có quen không? Ừ. Quen đúng không? Quen. Bạn bảo là bạn thích cái phim này. Ừ, phim Thần Thoại. Thần Thoại. Ờ. Nhưng mà trong phim á, công chúa Ngọc Thấu với lại tướng quân phải đợi 2.000 năm mới gặp lại nhau lận. Ừ. Và phim hơi buồn ha. Tập cái bài này mỗi lần mình nghe xong mình cứ bị buồn, cứ bị ám ảnh á. Yeah. Ờ, giống như kiểu việc mình bỏ lỡ người mình yêu ấy. À, mình không nghĩ là cái việc mà sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nó là điều vô tình đâu. Ừ. Mình cảm thấy hai đứa mình có một cái kết nối gì đấy. Và đối với mình thì mình cảm thấy cái việc mà mình đánh mất đi á, nó không có tiếc nuối bằng việc mà mình bỏ lỡ nhau. Chắc là mình nói ra với bạn nó hơi kiểu bất ngờ ha. Nên là thấy bạn nó hơi bối rối. À. Nếu như mà cần băn khoăn cái gì á, ừ, thì mình đợi câu trả lời sau cũng được, sau chương trình. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà em quyết định lên đây và tỏ tình Đức Anh ấy, thì em cũng đã phải suy nghĩ rất là nhiều. Thì em sẽ chính thức rời chương trình. Mặc dù hôm nay nếu mà Đức Anh về với em thì với tư cách là một người bạn, nhưng mà tại vì em đã tìm được sự rung động rồi ấy, nên em sẽ không ngồi cái ghế đó nữa. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Em cảm ơn chương trình vì cho em những cái cảm xúc. Và những cái trải nghiệm mà em không bao giờ quên được. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì vừa nãy bạn bảo là bạn có thể nghe câu trả lời sau đúng không? À. Mà nhưng mà mình không muốn. Mình muốn trả lời rõ ràng ở đây. Thì bạn chơi với mình, bạn biết tính mình mà đúng không? Cái gì thì nó cũng xong luôn đi. Cái này giống như là ranh giới vô hình ấy. Ranh giới của tình bạn. Vậy nên là ngày hôm nay mình mới nhờ chương trình mời bạn đến đây để mình cố gắng xóa đi cái ranh giới đó.
cái lúc mà mình có tình cảm với bạn ấy, sau mình cũng phải suy nghĩ rất là nhiều, bởi vì mình ngồi ghế chương trình ấy, sau mình cũng không biết phải làm sao hết. Khi mà hiểu được bản thân ấy thì mình mới dám nói cho bạn biết. Mình cảm thấy mình thích bạn rất là nhiều. Bạn nghĩ sao về việc hai đứa mình có cùng ngày sinh, ngày tháng năm sinh? Duyên đấy. Duyên tiền định đấy. Duyên tiền định ấy. Nên là mình không có muốn bạn biến mất khỏi trong cuộc sống của mình. Thì bạn là một cái người mà nếu mà ai yêu bạn á, là bạn có thể sắp xếp lại cái cuộc sống của người đấy luôn á. Nếu mà ai yêu được bạn thì sẽ rất là hạnh phúc. Thì sao bạn không nghĩ đó là bạn? Mình không biết nữa. Anh ơi, anh ơi, ơi, đúng không? Nếu mà ai yêu được bạn thì sẽ rất là hạnh phúc. Mình không nghĩ là cái việc mà sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nó là điều vô tình đâu. Mình cảm thấy hai đứa mình có một cái kết nối gì đấy. Và đối với mình thì mình cảm thấy cái việc mà mình đánh mất đi á, nó không có tiếc nuối bằng việc mà mình bỏ lỡ nhau. Nếu mà bạn quyết định cái gì ấy, bạn hãy sử dụng trái tim của mình để cảm nhận. Mình không biết mà nói ra điều này thì nó có như thế nào không, nhưng mà mình muốn về với bạn. Mình muốn về với bạn. Em là ánh dương của mặt trời, như là ánh trăng treo đầu non, là ánh sáng của cuộc đời khi bình minh lên. Anh là trái đất xoay quanh người. Không phải tư cách một người bạn, mà là người yêu, mà là người yêu. Tình cầu cứ xoay trong vòng ly, ngày ngày mang niềm vui cho anh như bất tận. Bạn về với mình nhá. Bạn về với mình nhá. Ok. Đứng trước mắt anh đây là cả thế gian, vũ trụ hoàn mỹ. Happy ending. Chúc mừng cho Đức Anh và chúc mừng cho Phương Dung. Mình cũng có tình cảm với bạn. Đây có phải là câu Phương Dung muốn nghe hay thôi, không? Lần này chia tay thật đấy nhá. Sao bật bí cho Phương Dung biết là ngay từ đầu. Dưới câu hỏi của chị là: Đức Anh ơi, bạn có rung động với ai nhất trong những cô gái ở đây? Bạn ấy đã luôn chọn Phương Dung. Mãi mãi là Phương Dung. Một tràng pháo tay thật lớn cho một cặp đôi nữa vừa được thắng hợp tại chương trình Tỏ Tình Thành Mỹ. Cảm ơn em rất nhiều hôm nay. Xin vía, xin vía. Nhà vía. Mọi người để thấy hỏi bản thân của em. Mỗi lần ở trong khoảnh khắc xúc động á, Đức Anh đều khóc. Nhưng mà trong khoảnh khắc xúc động nhất của Đức Anh á, Đức Anh rất bình tĩnh. Có thể là cái quyết định này không tạo ra từ những cái cảm xúc hỗn độn. Dạ. Mà bằng những suy nghĩ rất liền mạch, phải không? Dạ. Tại vì em rất là chắc chắn với những câu trả lời của em. Vậy mà đợi mình lên Tỏ Tình mới về. Thì ai biết bạn có thích mình không? Chị thích sự chắc chắn này đó. Chị rất là xúc động khi thấy Phương Dung múa một bài múa về thần thoại. Bạn rất là tuyệt vời.
dù là quên bài nhưng mà tình yêu mà làm gì mình quên hết tất cả mọi thứ. Ngày đi tập chương trình á, em nhớ từ đầu đến cuối luôn mà em không hiểu tại sao cái lúc này đi ra ngoài em không nhớ cái gì trong đầu em hết á. Bởi vì là chỉ có hình bóng của Đức Anh trong đầu em rồi, em đâu nhớ gì nữa. Ôm chặt cô ấy vào nha, phải chăm sóc cho cô nhân thật kỹ đấy. Mọi người thân mến, vậy là chúng ta đã có một kết thúc thật là dễ thương trong chương trình. Thuyền của quý vị đã cập bến rồi. Cảm ơn những ai đã ủng hộ cho cặp đôi Đức Anh và Phương Dung từ đầu. Và hai bạn ấy không ngẫu nhiên mà sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Và hôm nay cũng đúng cái giờ này, 19:30 thứ ba trên kênh Hẹn Hò Hoàng Mỹ, họ đã đến với nhau. Biết đâu mốt đám cưới mời tụi mình trong một khung giờ cùng với nhau. Quẩy hết mình. Cứ rẻ nhỉ, quẩy hết mình. Chính xác. Dạ, mai mốt sinh nhật không bao giờ quên nha. Tại vì sinh nhật của ấy cũng chính là sinh nhật của bạn, phải không Đức Anh? Dạ. Sinh nhật năm nay của bọn em còn là mùng 1 Tết nữa. Wow, mùng 1 Tết. Tức là giao thừa, đón giao thừa là đón sinh nhật bọn ở em. Ở Hà Nội đúng không? Em không chưa biết nhưng mà ở cùng nơi nào đó cả hai người đều thấy vui là được. Dạ. Một lần nữa xin chúc mừng cho Đức Anh và Phương Dung. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn mọi người. Chào các bạn nào. Chào tay thôi. Sai cái ghế đây rồi. Sai. Không nhưng mà thật sự nhá, anh cũng cảm thấy vui. Thật sự. Dạ. Cảm ơn anh. Ok. Chúc mừng em đây nhá. Bây giờ cánh cửa tình yêu đã mở rồi. Đức Anh chăm sóc cô gái. Dạ. Ông nghe nào. Ông khóc nào. Em hay cười và anh hay nói em nghe những đâu có cần chờ 2000 năm đâu. Chúng ta đủ can đảm thôi. Bye bye mọi người. Bye. Đi mạnh giỏi. Rồi lại qua rất mau, cứ mỗi lần giận nhau chỉ khiến ta thương thêm, hiểu thêm cho nhau. 1 2 3 cuộc sống mới bắt đầu. Ta mơ mộng ngồi bên nhau, nói nhau nghe những giấc mơ sang giàu. Thế giới để anh lo, chỉ cần em nhớ cho. Ghế của chiếc ghế đó rất là tốt đó. Dạ, yeah, em cũng mong muốn là em cũng hồi nãy em kêu chứ Đức Anh ơi em nhả ví giùm anh đi, làm ơn đi chứ ế lâu lắm rồi. Nhưng mà mình ế lâu cũng được, miễn sao cuối cùng mình sẽ có một kết thúc đẹp như vậy đúng không nào? Dạ. Yeah. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho Đức Anh và Phương Dung cũng như chương trình. Wow, duyên phận giống như là một đứa nhỏ dễ thương, đôi khi bắt chúng ta chơi trốn tìm và các bạn này tìm không ra nên cứ phải ngồi ở đây mãi. Yeah. Nhưng đôi khi chính là những người lớn rất thông thái đưa cho chúng ta những tín hiệu, những bài toán khó bắt chúng ta tự giải và phải mất một khoảng thời gian xa nhau để chúng ta biết được rằng là thật sự lòng mình có nhớ, có khao khát mối tình này đến như vậy không. Và Đức Anh, Phương Dung đã có câu trả lời trong ngày hôm nay. Chỉ một chút xa cách là một gia vị thôi, họ đã thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu. Mong cho quý vị cũng sẽ tìm được chân ái của đời mình theo cách đó. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ, chương trình Tỏ Tình Hoàng Mỹ xin được khép lại. Cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ chương trình. Mọi quảng cáo và mọi thông tin liên lạc hãy cập nhật ở đây nha. Chương trình với sự đồng hành của Wow J. Đây là ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích cho người dùng có thể tạo một buổi gặp gỡ và hẹn hò nhau ngoài đời thực với châm ngôn. 100.000 lời chat không bằng một lát bên nhau. Quý vị có thể thử trải nghiệm bằng cách là chúng ta sử dụng trên nền tảng iOS hoặc Android đều được ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Wow đây, ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích người dùng tạo một buổi hẹn và gặp gỡ nhau ngoài đời thật. Em hỏi giùm chị coi, em hỏi giùm chị xem bạn ấy đang cảm thấy như thế nào. Vi Dương nói là bạn ấy cũng không biết nhưng thật sự ra cái style này là Vi Dương rất là thích. Rất là thích. Và Vi Dương cảm thấy yêu bạn ấy từ cái nhìn đầu tiên. Có thể có chính xác ai tình qua hình ảnh. Bạn Vi Dương sẽ bấm tỏ tình ngược.